kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Qua thời gian triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Lộc Ninh đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa thể thao đã tạo một diện mạo mới cho xã nông thôn mới Lộc Ninh. Xây dựng nông thôn mới là đoạn đường dài có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Do đó, xã Lộc Ninh luôn quan tâm, sâu sát thực hiện duy trì 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong nhiều năm qua. Và để hiểu rõ hơn về công tác duy trì các tiêu chí tại xã Lộc Ninh, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu vẫn luôn tích cực triển khai các công tác duy trì 19 trên 19 tiêu chí xã đạt nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy, chính quyền xã Lộc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy, Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình, phân công cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm phụ trách thực hiện các tiêu chí liên quan đến chuyên môn. Xã Lộc Ninh đề ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng và duy trì các tiêu chí đã đạt được, chuẩn bị các hồ sơ để công nhận các tiêu chí đã đạt được, tăng cường chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt được. Đặc biệt, đối với công tác tuyên truyền, vận động kinh phí đối ứng các tuyến đường trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiến hành họp 2 phiên, nội dung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, vận động kinh phí thực hiện vốn đối ứng nhằm duy trì và nâng cấp các chỉ tiêu theo quy định. Địa phương cũng tăng cường công tác vận động, tuyên truyền hộ gia đình và nhân dân, khuyến khích tự nguyện đóng góp tinh thần vật chất để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã, như mở rộng đường giao thông nông thôn, khu dân cư, liên tổ và ấp, giao thông nội đồng. Sau khi mà xã mình được công nhận nông thôn mới thì phải nói là người dân đã phấn khởi rất nhiều. Kết quả quan trọng nhất đó là về mặt cơ sở hạ tầng của xã đã được nâng cao. Về đường xá thì tất cả các tuyến đường trên địa bàn xã đã được cứng hóa, đã được nhựa bê tông. Đây là một trong những cái người dân là quan ngân nhất. Nó đã nói được hết tất cả các ấp, người dân không còn đi lại lầy lội trong mùa mưa. Cái thứ hai nữa về cơ sở vật chất và đối với giáo dục và y tế được trên quan tâm, coi như tất cả các điểm trường đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng hơn so với trước. Về cái thứ ba nữa thì hiện nay thì qua cái xây dựng công tác xây dựng nông thôn mới thì người dân thấy bộ mặt của địa phương ngày càng phát triển hơn, đặc biệt đã xây được một cái chợ. Chợ này thì chúng ta đã được đầu tư rất lâu nhưng mà hiện nay chúng ta đã đầu tư xây dựng mới, làm cho người dân yên tâm phấn khởi buôn bán ở cho địa phương, làm cho kinh tế và địa phương phát triển thêm hơn. Năm 2022, khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa của địa phương đã có nhiều khởi sắc. Thu nhập đầu người năm 2022 là 63,20 triệu đồng một người một năm. Đời sống nhân dân từng bước nâng cao rõ nét, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 là 0,18%. Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu đã thực hiện 11.722 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 73.136 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.208 triệu đồng. Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19 trên 19 tiêu chí, đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và nông dân ngày thêm khang trang, đổi mới. Để đạt được những kết quả khả quan trên, không chỉ dựa vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Ninh, sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương, mà còn có sự đóng góp rất lớn của mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiệt huyết và sức trẻ của mình đã tích cực thực hiện các công trình thanh niên, đảm bảo các tuyến đường xanh, sạch, đẹp theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương thì Đoàn Thanh niên đã triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực như là xây dựng công trình thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời, xây dựng nhà nhân ái cho các em đội viên, rồi các bạn đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để gia đình các em và các bạn có thể yên tâm trong công tác rồi ổn định đời sống. Ngoài ra thì Đoàn Thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động để trao vốn khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, hội viên và thanh niên trên địa bàn
có điều kiện để làm kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Xác định xây dựng nông thôn mới là đoạn đường dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Trong năm 2024, chính quyền xã Lộc Ninh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện duy trì 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Ninh đã phối hợp với Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, cùng các ngành có liên quan, kiểm tra, nghiệm thu một số tuyến đường được đầu tư xây dựng nông thôn mới. Qua đó, 100% đường xã, đường ấp được cứng hóa, sạch sẽ, đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trong thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các tuyến đường được đầu tư xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới để có hướng xử lý khi bị xuống cấp trong thời gian còn bảo hành. Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng cũng tổ chức kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng mới, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng tại ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, kiểm tra nghiệm thu công trình chợ Suối Hùng. Bên cạnh đó, thực hiện phương án số 02 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân xã Lộc Ninh, Ban Quản lý chợ Suối Hùng về việc sắp xếp các tiểu thương chợ Suối Hùng, xã Lộc Ninh đã triển khai hai cuộc họp với sự tham dự của 98 tiểu thương để sắp xếp lại chợ, giải tỏa chợ tự phát tại cầu K8, xã Lộc Ninh. Các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo đa chiều, lao động và y tế có thể nói là một trong những tiêu chí khó đạt được và duy trì đối với các xã xây dựng nông thôn mới. Xã Lộc Ninh cũng không ngoại lệ. Do đó, việc đề ra các biện pháp giám sát thực hiện là vô cùng quan trọng để duy trì các tiêu chí này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Ninh đã phối hợp với Hội Nông dân xã, xét hỗ trợ cho vay nguồn vốn giải quyết việc làm, phối hợp các trung tâm đào tạo nghề để đào tạo nghề cho lao động tự do nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho hộ gia đình. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 62 triệu đồng một người trong một năm. Tiếp tục rà soát và có hướng hỗ trợ giải quyết để đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo, thoát nghèo. Xã Lộc Ninh phối hợp các trung tâm đào tạo nghề để mở thêm các lớp đào tạo nghề nhằm tăng thêm tỷ lệ qua đào tạo trên địa bàn xã. Phối hợp các ban ngành đoàn thể, trạm y tế xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%. Xã đang hoàn thiện hệ thống cây xanh, gồm cả cây bóng mát, cây cảnh, cây hoa và thảm cỏ, theo nội dung quy hoạch được phê duyệt để tạo không gian xanh trên địa bàn xã. Xã phát động nhiều phong trào hoạt động về trồng cây xanh cảnh quan, cây xanh phòng hộ trên toàn xã, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt. Xã chỉ đạo ban công an xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước, đảm bảo không xảy ra cháy nổ trên địa bàn xã. Theo nhìn nhận của bản thân tôi thì thấy bộ mặt của địa phương thì là có thay đổi rất lớn, như là đường xá thông thoáng hơn, thuận tiện hơn trong việc lưu thông với lại vận chuyển nông sản. Địa phương có xây dựng mô hình là thắp sáng đường quê thì là cái việc lưu thông trên các tuyến đường thì nó được an toàn hơn và giảm thiểu được cái tệ nạn xã hội. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện, được sự đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp vật chất, tinh thần trong việc xây dựng nông thôn mới của nhân dân trên địa bàn xã, mà xã Lộc Ninh đã thêm động lực trong việc thực hiện duy trì các tiêu chí xã đạt nông thôn mới. Sau thời gian tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã thực sự thay đổi toàn diện. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển nhanh, bền vững, nhận thức của người dân được nâng lên tầm cao mới. Người người, nhà nhà có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên tầm cao mới. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Sự tập trung lãnh đạo từ xã đến ấp tích cực, quyết tâm và được sự ủng hộ của nhân dân. Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, kinh tế hợp tác. Thì trong cái thực hiện chỉ đạo chung của chỗ huyện, thì trong công tác xây dựng nông thôn mới, tụi tôi sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chí mình đã đạt được.
mình phải cố gắng làm sao phải duy trì được cái này. Đó là trong những cái chỉ tiêu quan trọng nhất mà chúng tôi phải phấn đấu thực hiện. Cái thứ hai là tụi tôi sẽ phải cần phải các tiêu chí mà mình đã được duy trì rồi, mình phải nâng cấp hơn nữa để sau này phấn đấu mình đạt cái nông thôn mới nâng cao. Thì để đạt được cái này thì cần sự quan tâm cũng như sự hỗ trợ của cấp trên, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân đối với công tác chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của đối với Ủy ban nhân dân xã Hồng Ninh. Sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới chính là động lực để Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục triển khai thực hiện thành công, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng còn lại của năm 2024, xã Lộc Ninh tiếp tục khảo sát, phân loại cán bộ từ ấp đến xã để xây dựng kế hoạch, đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. Công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả nguồn lực huy động từ bên ngoài, tạo niềm tin, vận động tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền trong dân về các chủ trương, đường lối của Đảng để nâng cao nhận thức của người dân, tham gia chung tay xây dựng xã nông thôn mới tại xã Lộc Ninh, quyết tâm duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt nông thôn mới. Thưa quý vị khán giả, chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.